Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ làm cái clip này hướng dẫn các bạn là tập cho heo con ăn sớm. Là mới ban đầu là mình sẽ tập cho heo con uống sữa cộng amox. Rồi khi heo con uống sữa cộng amox rành á thì chúng ta sẽ bỏ cám tập ăn vô để cho heo con nó ăn. Là từ 2 đến 3 ngày là heo con của mình sẽ uống được 1 đến 2 bịch sữa và 1 đến 2 nắm cám. Rồi đến ngày thứ 7 á các bạn là heo của các bạn là biết ăn đều hết. Đến ngày thứ 10 đến 12 là heo của các bạn là ăn gành hết nha. Đến ngày 10 đến ngày 12 là heo các bạn có thể ăn một ngày 5-6 nắm cám và uống 3-4 bịch sữa là bình thường nha các bạn. Còn các bạn tập ăn theo một phương pháp truyền thống á thì heo các bạn 10 ngày vẫn chưa biết ăn đâu, nó mới chỉ nhá được một vài hộp thôi. Thì các bạn cứ làm theo cách của Nguyện nuôi heo vlog á thì mình đảm bảo các bạn là thành công. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn pha sữa, amox và cộng cám tập ăn. Heo của các bạn là biết ăn đều và lớn nhanh, không con nào bị còi hết các bạn. Dù cho heo các bạn đẻ 20 con các bạn nuôi vẫn thành công. Không có bị đè bị gì hết, nếu mà heo các bạn vẫn ăn uống bình thường á là không bao giờ bị hao và không bao giờ có hiện tượng bị còi luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm theo cách của mình nha. Các bạn thấy kênh của mình hay á thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình sẽ ra nhiều clip hướng dẫn mà cho các bạn áp dụng thực tế, thành công và hiệu quả hơn mong đợi luôn các bạn. Sáng hôm nay là ngày thứ nhất mình vô chuồng, mình kiểm tra bầy heo của mình. Mình phát hiện có một con nó gớt xuống các bạn. Nó nhỏ quá, nó gớt xuống tầm. Để mình vòng qua đây mình bắt nó lên. Nhỏ quá, nhỏ mà. Gớt xuống nè. Chắc nó gớt là đêm hôm các bạn. Giờ mình kiểm heo lại nha. 1, 2, 3, 4 nè, 5 nè, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 con nha. Cái con nái này sanh ngày đầu tiên thì nó rất là khỏe luôn các bạn. Sáng mình ra nó đứng dậy nó đòi ăn rồi. Bây giờ mình cho nó ăn trước rồi mình hướng dẫn các bạn sử dụng thuốc và chăm sóc heo con nha. Mình đổ cho con nái mình khoảng 1 kg cám để cho nó ăn. Các bạn đừng đổ nhiều quá, ngày đầu tiên các bạn đừng đổ nhiều. Các bạn đổ nhiều là nó ăn xong là nó nằm, nó không cho con nó bú á, là nó sẽ dễ xảy ra hiện tượng là bị viêm vú các bạn, hoặc là nó bị sốt sữa nha. Tại vì lúc nó ăn no á là nó nằm xuống, nó không cho con nó bú thì sữa nó sẽ dồn nhiều ở bầu sữa của nó, rồi nó sẽ gây ra viêm vú hoặc là sốt sữa, nó gây tắc sữa. Tới đó là mình cực các bạn. Thứ nhất là con nó không có sữa bú, thứ hai là mình cực, và thứ ba nữa là nó ảnh hưởng tới con nái nha. Nó không làm chết con nái nhưng mà nó làm con nái nó mệt. Nếu mà mình không biết cách xử lý á là có thể là nó sốt, nguy hiểm nha các bạn. Các bạn mới á, thường gặp nhất là hiện tượng là bị viêm vú tắc sữa. Rồi sẵn đây mình quay cái bầy heo con nè. Thường thường heo con đẻ ra là có một số con tiêu chảy ít hay nhiều thôi các bạn, 1-2 con. Đây là hiện tượng là heo tiêu chảy nha. Cái này nó tiêu chảy nè, rồi bắt đầu mình sẽ sử dụng amox mình cho nó uống nha các bạn. Để mình lấy amox bột. Rồi đây là amox của mình nè. Đây là amox nè, mình cho các bạn xem nha. Amox này mình để nó hơi lọt gió thì nó hơi ngã xi màu xíu nha. Chứ thật sự là nó màu trắng như vậy nè các bạn. Nó nhiều khi nó trắng hơn nữa đó. Đây là amox nha. Cái ngày đầu tiên mà sanh ra là hồi đêm hôm là con heo nó sanh rồi. Thì sáng nay thì một muỗng cà phê amox mình pha cho 20c nước. Cho mỗi con uống 2c hoặc là chúng ta bỏ vô chai bóp á, mỗi con uống một lần bóp. Uống sáng, trưa, chiều hoặc là sáng chiều. Tùy theo cái con mà nó có tiêu chảy hay không nha. Con nào mà nó có tiêu chảy á, thì các bạn đánh dấu cho nó uống sáng, trưa, chiều. Nếu mà ngày đầu tiên nó chưa có hết dứt luôn á thì qua ngày sau chúng ta cho uống một lần một ngày nữa thì đảm bảo với các bạn là nó sẽ hết tiêu chảy nha. Có một số bạn mới á, heo sanh ra nó bị tiêu chảy mà các bạn không cho uống, không điều trị gì hết á là nó xuống con heo luôn, nó tiêu chảy nhiều luôn các bạn. Có một số trường hợp như vậy nha. Đây là cái đàn mình sinh ra hồi đêm hôm nè. Hôm nay là tạm tính là một ngày. Hôm nay là mùng 4 Tết nha. Mình sẽ tính nó một ngày nha. Sáng hôm nay thì mình sẽ pha sữa, mình tập cho nó uống sữa luôn. Ngày đầu tiên thì nó chưa có uống sữa đâu các bạn. Mình ngày đầu tiên thì mình chỉ cho tập cho nó làm quen thôi. Một bịch sữa thì các bạn để vào một muỗng amox nha. Nhưng mà ngày đầu tiên á thì buổi sáng này á thì các bạn để nửa bịch sữa, nửa muỗng amox thôi.
để cho heo nó tập làm quen thôi, rồi từ đó tới chiều nó không uống thì các bạn bỏ cái đó đi. Còn nửa bịch còn lại các bạn cho vô máng, các bạn để nửa muỗng amoc nữa, các bạn để tới sáng hôm sau, 9-10 giờ sáng hôm sau cũng vẫn không sao nha. Mình đã làm rất là nhiều video về cho heo uống sữa, mình đảm bảo các bạn là để từ 4-5 giờ chiều, để tới 9-10 giờ sáng hôm sau heo uống vẫn bình thường, không bao giờ bị tiêu chảy nha. Amoc thì nó sẽ điều trị heo tiêu chảy khi mà heo con nó còn theo mẹ, còn mà khi tách bầy rồi á, nó cũng điều trị một phần và nó hỗ trợ điều trị tiêu chảy cho các bạn luôn. Bây giờ thì mình sẽ pha sữa với Amoc cho các bạn xem nha. Sữa thì các hao một con, bây giờ là còn 13 con. Đây là buổi chiều nè. Sữa thì buổi chiều thì nó có uống các bạn, nhưng mà nó uống ít thôi. Nó vô nó cũng có uống rồi đó. Thì chiều nay là cái sữa này là mình đổ bỏ nè, mình pha nửa bịch còn lại nha. Đây là mấy con tiêu chảy nè các bạn, là buổi chiều là mình phải đút cho nó nè, sáng trưa chiều là mấy con tiêu chảy là phải đút cho nó. Chiều nay thì mình bấm găng với mình cắt đuôi cho nó nha. Con nó nhỏ quá lọt hoài luôn. Ở đây thì mình vừa mới để nửa bịch sữa còn lại nha các bạn. Đây nửa bịch sữa còn lại các bạn nhìn nha, nó chán đít nha. Đó, sữa nó chạy là chán đít nha các bạn. Ngày mai, để ngày mai khoảng 8 giờ mình ra chuồng thì mình quay cho các bạn xem thử coi nó uống còn được bao nhiêu nha. Hoặc là phía nay mình sẽ đứng ở ngoài mình quay vô để cho các bạn xem thử là nó uống được bao nhiêu. Bây giờ là 9 giờ rưỡi tối nha các bạn, mình quay thử cho các bạn xem thử heo con tối nó có uống sữa hay không nha. Mà trước khi quay thì mình quay mũi bên ngoài chuồng của mình cho các bạn xem nè. Đây là mũi bên ngoài chuồng của mình nè các bạn. Đây là buổi tối nè, mũi khi mà cắt lúa xong á là mũi nó bay vô trong này nè. Đó, các bạn thấy mũi chưa? Đó, nó bay nè. Đây là mũi chứ không phải quạ hông đâu các bạn. Đây là nó đeo nó cắn nè. Đó, các bạn thấy nó đeo nó cắn không? Rồi để mình quay vô coi xem thơi heo con nó có uống sữa hay không nha. Để mình tắt cái đèn led để nó chói. Theo mình quan sát thì heo con nó vẫn chưa uống nha các bạn. Sữa nó vẫn còn nguyên nha, nó chưa uống nha. Hôm nay là sáng ngày thứ hai nè, để mình vô chuồng mình quay cho các bạn xem nha. Đó. Mình bước vô chuồng cái là heo của mình nó đòi ăn, nó la dữ lắm các bạn. Ở đây mình quay cái bầy bên đây trước nha. Hôm qua mình đổ nửa bình sữa nè các bạn, thì hôm nay là nó đã uống gần hết luôn nha. Chỉ còn một tí xíu thôi các bạn, chỉ còn chừng 2 muỗng cà phê thôi chứ không còn nhiều đâu. Đây là 13 con nè, hôm qua mình định cắt đuôi, mình mới bấm găng xong mình định cắt đuôi cho nó. Rồi có khách tới rồi mình đi vô luôn, mình cắt đuôi. Để mình đi cho mấy con nái ăn, cái nó la quá các bạn ơi. Mới sáng sớm vô đòi ăn quá trời luôn. Cho mỗi con một gạo mới chịu im ăn. Để mình qua mình pha sữa khác cho cái bầy heo con mình nha. Đây để mình pha sữa cho cái bầy heo mình nó uống. Nó lại nó muốn uống nè các bạn. Bây giờ thì mình pha sữa với amoc cho các bạn xem nha. Hôm nay mình kiếm được cái muỗng nữa các bạn. Đây là amoc nè, mình sẽ để một muỗng amoc nha. Đây mình bỏ một muỗng amoc ra đây. Rồi xong mình chế sữa vào. Sữa chế lên amoc là nó tan luôn nè các bạn. Chứ không phải như có một số loại amoc á là nó lâu tan, nó chậm tan lắm nha. Còn sữa của mình là chế vô là tan luôn nha. Rồi mình lắc đều một lần nữa thì để cho amoc nó tan đều hết. Để xuống cho heo con nha. Rồi mình đã để xuống nha. Nếu mà chiều nay nó uống hết một bịch này á các bạn, thì chiều nay mình sẽ để thêm một bịch nữa. Và mình sẽ để thêm nửa nấm cám nữa để mình tập ăn cho nó luôn nha. Để chiều mình quay cho các bạn xem hay chiều nay nó uống hết cái bịch này hay không.
theo mình đoán các bạn là đêm hôm là nó đã uống hết nửa bịch rồi á, thì hôm nay chắc cú là nó sẽ uống hết một bịch này luôn. Theo của mình thường thường là chiều ngày thứ hai là mình để nửa nắm cám tập ăn vô cho nó rồi. Rồi các bạn đoán xem buổi chiều nó như thế nào nha. Đây là buổi chiều ngày thứ hai nè các bạn. Đây mình quay cho các bạn xem là buổi chiều ngày thứ hai nha. Đây đàn heo con của mình nè. Bình sữa 10 phần á thì nó uống cho được khoảng 8 phần rồi các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cắt đuôi nó rồi mình thay sữa mới cho nó luôn. Buổi chiều nay á thì mình mới dội chuồng xong, mình mới cắt đuôi heo của mình xong nha. Rồi bây giờ mình quay qua mình tiếp tục hướng dẫn các bạn pha sữa. Ngày đầu tiên là mình để sáng nửa bịch, chiều nửa bịch. Ngày đầu tiên á là mình để buổi sáng nửa bịch, để tới chiều là nó không uống. Rồi buổi chiều lại mình để nửa bịch, đến sáng ngày hôm sau là nó uống cũng được nha các bạn, chứ chưa có được lắm. Rồi bắt đầu sáng ngày thứ hai là mình để một bịch tới chiều. Là ngày hôm nay đó là mình để từ sáng tới chiều là nó uống hết nha. 10 phần uống khoảng được 7 đến 8 phần. Thì buổi chiều hôm nay nè, bây giờ là 5 giờ chiều nè, mình sẽ để một bịch sữa đến sáng hôm sau. Rồi mình cũng tiếp tục là mình bỏ vô một muỗng amox nè. Rồi ở đây là sữa có đường nha, mình sẽ đổ vô một bịch. Các bạn gửi đều lên amox thì nó sẽ tan hết nha. Ở đây thì mình dùng amox của hãng A3 và Anova nha các bạn. Chủ yếu là mình dùng A3 là nhiều nha. Đây. Đó, mình bỏ vô mình lắc đều là nó tan hết. Đáng lẽ là chiều nay là mình có thể bỏ nắm nửa nắm cám tập ăn vô, nhưng mà mình thấy heo nó chưa có uống hết sữa, chưa có uống mạnh, thì ngày mai thì mình sẽ để nha. Đó, bây giờ thì mình để xuống một bịch sữa luôn nha. Ngày mai là chắc cú là mình sẽ để xuống nửa, buổi sáng là mình để nửa nắm cám tập ăn. Nếu mà nó uống hết từ sáng tới chiều thì mình sẽ để buổi chiều mình sẽ để một nắm luôn nha. Ngày thứ hai là heo của mình đã uống được một bịch rồi nha các bạn. Tính nếu mà tính từ buổi sáng và từ đây tới tối luôn á là nó uống một ngày hơn một bịch nha. Rồi đợi sáng mai á hoặc là tối nay mình có ra chuồng nữa thì mình quay cho các bạn xem thêm. Hôm nay buổi tối ngày thứ hai nè, để mình quay cho các bạn xem thôi. Lúc chiều là 4 giờ chiều, 4 5 giờ chiều á là mình để một bịch sữa rồi á. Là tới tối nay là 8 giờ 42 phút xem nó uống được bao nhiêu nha. Đó, mình quay cận cảnh lại cho các bạn xem nè. Theo mình đứng ở ngoài mình quan sát các bạn là sữa là 10 phần, nó uống là khoảng 6 đến 7 phần rồi nha. Đó, các bạn thấy chưa? Nó chỉ còn 3 hoặc 4 phần thôi, không còn nhiều đâu các bạn. Mình đảm bảo với các bạn á là tới buổi sáng hôm sau á, sáng ngày mai đó là trong máng này là nó uống sạch hết luôn, là không còn luôn các bạn. Là nó uống sạch hết các bạn, là không còn luôn á. Tại vì hồi chiều tới giờ mới có 3-4 tiếng à mà nó uống được 6-7 phần rồi. Thì từ đây tới sáng là nó uống hết luôn. Ngày mai là chắc cú là nó uống được 2 bịch sữa và 1 nắm cám tập ăn, mình chắc cú với các bạn luôn. Rồi để mai mình cho uống cầu trùng á thì mình quay cho các bạn xem thêm nha. Hôm nay là 8 giờ sáng ngày thứ ba nè các bạn, mình vô chuồng mình quay cho các bạn xem coi nó uống được sữa hay không nha. Tại vì mình mở cửa ra là heo nó đòi ăn, nó la dữ lắm, nói không nghe các bạn. Bây giờ mình mở cửa cho các bạn xem nè. Để không thôi các bạn mình để không thôi các bạn nói mình nói dốc là heo mình không uống sữa nha. Đó, mình mở cửa ra là nó la nó đòi ăn cỡ đó đó. Khi mình nói các bạn không nghe đâu. Đây, buổi sáng ngày thứ ba 8 giờ sáng nha các bạn. Heo của mình hôm qua là 5 giờ là mình để một bịch sữa, đến 8 giờ sáng ngày thứ ba thì nó đã uống hết nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ rửa cái máng sữa này, mình sẽ tiếp tục pha một bịch sữa, một muỗng amox và nửa nắm cám tập ăn, mình để xuống cho heo mình ăn. Mình đảm bảo với các bạn á là ngày thứ ba này á là heo của mình uống là từ 2 đến 3 bịch sữa và 1 đến 1 nắm rưỡi cám tập ăn nha. Bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn pha sữa amox và cám tập ăn nha. Ở đây amox của mình là mình để một muỗng nè. Mình để vô một muỗng amox. Rồi mình để một muỗng amox xong nha.
Rồi ở đây sữa là mình chế vô một bịch nha. Rồi tiếp theo ở đây là cám tập ăn của mình nè các bạn. Ở đây cám tập ăn của mình là 2 kg, này là 130 nè các bạn. Một thùng 20 kg là 1,3 triệu nè. Rồi mình chuẩn bị sẵn đây là nửa nấm cám nha các bạn. Nửa hộp giấy này là nửa nấm cám của mình nha. Mình sẽ lắc cho amóc cho nó tan đều đi. Cho amóc nó tan đều hết đi rồi mình để cám tập ăn vô. Đây cám tập ăn nè, mình dưới nè nha. Rồi một tí nữa mình đợi cho nó nở, nó tan đều hết rồi mình để xuống cho nó ăn nha các bạn. Mình đảm bảo với các bạn á là hôm nay là nó ăn từ 1 nấm đến 2 nấm cám tập ăn. Là sáng nay nè là mình để là nửa nấm rồi, là buổi chiều là có thể mình để 1 nấm hoặc là hơn 1 nấm nữa nha. Mình lưu ý là các bạn nên sử dụng là amóc đúng hãng mình giới thiệu là hãng A3 và hãng Anova. Tại vì những hãng khác mình chưa trải nghiệm nên mình chưa có biết, nên các bạn lưu ý về vấn đề này nha. Tiếp theo là mình lưu ý với các bạn như thế này. Khi mà các bạn cho uống sữa cộng amóc và cộng cám thập ăn từ 2 đến 5 ngày mà heo có hiện tượng là 1 đến 3, 4 con gì nữa nó tiêu chảy thì các bạn cứ yên tâm về vấn đề đó. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý khi trường hợp mà nó bị tiêu chảy mà nó ăn cám tập ăn và sữa da móc mà nó ăn quá nhiều nè. Thứ nhất á, là các bạn sẽ tăng liều amóc lên là từ 2 đến 2 muỗng rưỡi trên một lần pha một bịch sữa. Các bạn tăng từ 2 đến 3 ngày, heo nó uống vô rồi nó ăn cám tập ăn đó, nó uống amóc chung luôn là từ từ 2 đến 3 ngày là nó sẽ tự hết. Còn trường hợp thứ hai các bạn lo lắng quá thì các bạn cứ yên tâm là một muỗng amóc các bạn cứ pha 20 c nước. Các bạn cho uống mỗi con 2 c, uống sáng trưa chiều, từ 2 đến 3 ngày thì nó cũng sẽ hết. Các bạn cứ yên tâm về vấn đề đó. Mình đã làm rất nhiều cái video mà khi mà cho heo con ăn sữa amóc và cộng cám tập ăn, khi mà cái nguồn thức ăn khác nó đột ngột, nó thay đổi vô cơ thể của con heo á thì nó sẽ có hiện tượng nó tiêu chảy, nhưng mà tùy bầy thôi chứ không phải là bầy nào cũng tiêu chảy các bạn. Dù 10 bầy thì các bạn chỉ gặp 2 bầy, 3 bầy tiêu chảy vậy thôi, còn đa số còn lại là không bao giờ bị tiêu chảy nha. Mình xin lưu ý với các bạn nha, thường thường là mình sử dụng amóc của hai hãng là A3 và Anova. Thì các bạn sử dụng đúng hai hãng của mình thì mình đảm bảo với các bạn là heo các bạn ăn uống vô khỏe mạnh bình thường, không bao giờ bị tiêu chảy. Những hãng khác mình chưa trải nghiệm nên mình chưa có biết hiệu quả như thế nào. Thì các bạn cứ tìm mua đúng hai hãng của mình giới thiệu đi. Mình đảm bảo các bạn là hiệu quả, heo con phát triển ok, không con nào bị còi hết, ăn đều lớn nhanh các bạn. Cám mình ngâm thì nó nở khoảng được 7-80% rồi. Bây giờ mình để xuống cho nó uống nha, nó uống hết nước sữa ở trên á thì cám thì nó tan hết là cũng vừa nha các bạn. Tại vì mình phải đi làm công chuyện nữa, mình không có đợi nó nha. Rồi mình để xuống để xem coi buổi chiều là nó uống được bao nhiêu. Buổi chiều thì mình quay cho các bạn xem thêm. Tại vì mỗi khi mà mình vô chuồng á các bạn là bầy heo nái của mình nó đòi ăn, nó la sùm là mình nói chuyện không có nghe. Cũng như là mấy ngày đầu mình quay từ cửa chuồng đi vô, mình mở cửa là đàn nái nó la sùm hết trơn, mình nói chuyện không nghe. Nên những ngày sau á là mình cho đàn nái ăn xong á thì mình sẽ quay cho các bạn xem để các bạn nghe được rõ và các bạn trải nghiệm thử coi như giống như mình nói hay không. Mà là mình đảm bảo các bạn là hiệu quả, tại vì có nhiều anh chị đã áp dụng phương pháp của mình được thành công rồi. Những trại 40-50 nái cũng đã áp dụng cái phương pháp của mình rồi, các bạn cứ yên tâm về vấn đề đó nha. Mình quay cho các bạn xem thử nè, hồi lúc mà mình để cám sữa da móc á là lúc 8 giờ, bây giờ là 10 giờ rưỡi sáng thì nó đã có uống nha các bạn, nó đã có uống, nó văng ra ngoài nè. Có uống nhưng mà uống ít thôi các bạn. Đây nè. Bây giờ cám nó đã tan hết rồi, nó có uống nhưng mà nó uống rất là ít. Rồi để buổi chiều xem nó uống được bao nhiêu nha. Cái này các bạn 10 phần thì nó mới uống chừng 1 đến 2 phần thôi chứ không uống nhiều đâu. Thì mình đợi tới chiều. Bây giờ là lúc 1 giờ 10 buổi chiều nè các bạn. Mình vô thì nó đã uống sữa hết rồi nha. Có những con mà nó trèo vô là cái mình nó dính sữa nó lem nè các bạn. Đó các bạn nhìn thấy cái mình nó đốm đốm không? Là nó trèo vô là nó uống sữa nó dính đó. Thì sáng nay nó uống một bịch sữa và nửa nấm cám rồi. Chiều nay mình để một bịch sữa và một nấm cám. Hồi sáng tới giờ á thì nó uống ít, thì mà mình không biết lúc nào lại uống thì mình không có canh cho các bạn. Chiều nay nè, bây giờ là 1:10 chiều nè, 1:10 buổi chiều nè. Mình vừa dội chuồng thì mình pha cám đó mình để đó, rồi một tí nữa thì mình để xuống, mình sẽ canh nó
khi nào nó uống mình quay trực tiếp cho các bạn xem luôn, để các bạn nói mình là để xuống mà không thấy nó uống mà nó hết. Thì chiều nay, buổi chiều nay á, là mình quay trực tiếp cho các bạn xem để cho các bạn thấy rõ luôn nha. Hôm nay là buổi chiều ngày thứ ba nè các bạn. Heo mình đẻ tối ngày mùng 3, mùng 4 là mình tính một ngày nè, mùng 5 là một ngày nè. Hôm nay mùng 6 là một ngày nè, là ngày thứ ba nha. Hồi sáng nó uống một bịch sữa và nửa nắm cám, thì chiều nay mình cũng bỏ một muỗng amoc nè. Đây mình để vô một muỗng amoc nè, một bịch sữa và thêm một nắm cám nha. Chiều nay là cám tập ăn á, là mình để gấp đôi lên. Heo của mình là ngày hôm nay là có thể là nó ăn được một nắm rưỡi đến hai nắm rưỡi cám tập ăn nha. Đây, ở đây là mình hốt cám tập ăn nè, mình hốt một nắm nè, mình gãi đều ra nè. Lúc sáng á, là nó chỉ có nửa nắm thôi, buổi chiều nay á, là mình để cho nó một nắm. Nếu mà từ đây cho đến khoảng 7 giờ tối á, mà nó uống hết một bịch sữa này với một nắm cám tập ăn này á, thì mình sẽ để thêm một bịch sữa và một nắm cám tập ăn cho nó nữa nha. Rồi một tí nữa thì cám này nó tan ra thì mình để xuống cho các bạn xem. Nãy giờ cám mình ngâm khoảng 20 phút rồi các bạn, là nó tan đều hết rồi nè. Bây giờ mình để xuống cho heo con mình ăn nha. Rồi mình sẽ quay cái lúc mà heo con mà nó uống sữa cho các bạn xem luôn. Con thì có uống nha các bạn, nhưng mà nó uống một lần ít chứ nó không uống một lần nhiều nha. Tại vì heo con nó còn nhỏ, bao tử nó còn nhỏ lắm, nó uống một lần ít thôi. Mình để xuống thì có con nó lại uống nha các bạn, nhưng mà nó uống rất là ít luôn nha. Cái này thì nó uống nhiều cử thì nó mới hết, chứ uống một lần thì nó không giật bao nhiêu đâu các bạn. Tối nay thì mình quay cho các bạn xem nha. Đây là buổi tối ngày thứ ba nè, để mình đưa gần lại cho các bạn xem nè. Theo mình quan sát từ bên ngoài á, hôm nay 10 phần á, thì tới thời điểm bây giờ là 9 giờ 12 thì nó uống chỉ được 50% thôi các bạn, còn 50% nha. Cái này là chắc là do mình mới bỏ cám tập ăn các bạn, nó chưa quen á, là mình bỏ một nắm cám là nó hơi đậm, nó tan ra nó hơi đậm, nó như là nó lấn át cái mùi sữa nhiều các bạn, nên nó uống chậm nha. Để ngày mai mình để lại nửa nắm cám và một bịch sữa xem thôi nó uống nhiều lại hay không nha. Cái này là mình nghĩ là nó mới tập làm quen với cám tập ăn á, có nghĩa là mùi cám nó lấn áp cái mùi sữa, nó còn không còn thơm ngon giống như hồi cái lúc mình uống sữa không á, nên nó uống chậm. Hôm nay là buổi sáng ngày thứ tư nè các bạn. Đêm hôm mình ra thì nó uống mới chỉ được 50% thôi nha. Tới sáng nay 8 giờ 23 phút các bạn là nó uống hết rồi nha. Rồi bây giờ mình tiếp tục pha sữa với amoc với cám sữa nha. Đây mình bỏ xuống một muỗng amoc nè, một bịch sữa nè. Khi nào mà nó uống được khoảng một tuần các bạn, nó khỏe mạnh bình thường á, thì mình giảm xuống một bịch sữa còn nửa muỗng amoc nha. Ở đây cám tập ăn nè, mình để vô một nắm dung vậy luôn nha. Đó, để lắc cho amoc nó tan đều. Rồi amoc nó tan hết rồi, mình lắc cho nó thấm cám sữa đều để nó tan ra nha. Một tí nữa mình để xuống cho nó ăn. Cám của mình ngâm được 10 phút nó tan được khoảng chừng 80% rồi các bạn. Bây giờ mình để xuống cho nó ăn nha. Hôm nay là ngày thứ tư, hôm nay là mùng 7 nè, ngày sáng ngày thứ tư nha. Đây là buổi chiều ngày thứ năm nè các bạn. Bây giờ 2 giờ 34 phút nè, là nó đã uống hết một bịch sữa và một nắm cám rồi nha, hơn một nắm cám tí xíu. Rồi mình đang canh con heo này nó đẻ nè. Đó, nó đang đẻ nha. Hôm nay là buổi chiều ngày thứ năm thì mình quay cho các bạn xem là khoảng 10 ngày là heo nó biết ăn gành nha. Khi mà tập ăn sữa cộng amoc và cộng cám tập ăn thì khoảng 10 ngày là heo mình đã ăn gành, ăn cứng. Các bạn cứ yên tâm về vấn đề này nha. Còn các bạn mà tập ăn theo truyền thống á, là lên 10 ngày là heo chưa biết ăn nữa. Còn heo của mình 10 ngày là đã ăn gành rồi. Hôm nay là mới ngày thứ năm thôi mà nó uống được 2 bịch sữa và 2 nắm cám là bình thường nha các bạn. Sáng một bịch, chiều một sáng một bịch một nắm cám, chiều một bịch một nắm cám là ngày thứ năm nha.
Còn heo các bạn là ngày thứ bảy cũng chưa có biết ăn luôn nữa, chưa có biết làm quen luôn nữa. Đây là cái phương pháp mà tập ăn của Nguyện nuôi heo Vlog. Còn các bạn tập ăn theo cái phương pháp truyền thống mà cám khô á, thì heo của các bạn lên 10 ngày là chưa biết ăn đâu nha. Còn heo của mình 10 ngày là đã ăn gành, ăn trứng hết rồi. Bầy heo của mình sáng ngày thứ 6 nè các bạn, mình đã pha cho nó là một bịch sữa, một muỗng amox và một nắm rưỡi cám. Là hôm nay là ngày thứ 6 nha. Thì các bạn cứ yên tâm cho heo uống sữa cộng amox và cộng cám tập ăn là heo không có tiêu chảy nha. Nếu mà heo tiêu chảy thì heo của mình 6 ngày nay tiêu chảy banh hết rồi các bạn, nó không có khỏe mạnh và bóng như vậy đâu. Bây giờ để mình kêu nó lại để cho nó ăn cho các bạn xem nha. Ngày thứ 6 bây giờ nó đã sành sỏi rồi, nó đã gành rồi. Sau này các bạn cứ tập cho nó ăn giống như mình đi, là sữa cộng amox và cộng cám tập ăn. Heo các bạn là nó tròn, nó bóng, nó lưỡng à. Rồi nó biết ăn đều luôn. Heo nó sẽ không bị còi nha. Heo mình hôm nay là chiều ngày thứ 6 nè các bạn. Nó uống hết cái nước sữa rồi. Cái này là còn cái cám mà đặt kẹo lại nè. Đó, hôm nay là chiều ngày thứ 6 nha. Bây giờ mình cũng pha cho nó một bịch sữa, một muỗng amox và thêm một nắm rưỡi cám. Để mình để từ 4 giờ chiều nay á, và để tới 8 đến 9 giờ sáng hôm sau luôn nha. Heo nó uống vẫn bình thường các bạn, không bị tiêu chảy đâu các bạn đừng lo. Cái gì mình làm thành công á thì mình hướng dẫn cho các bạn để các bạn áp dụng để nâng cao cái hiệu suất cái kinh tế của mình lên. Để cái đàn heo của mình nó được khỏe mạnh và nó nhanh lớn nha. Coi nè các bạn, hôm nay là buổi sáng ngày thứ 7 nè. Mình nó đang chờ mình để sữa xuống cho nó ăn nè. Đó, nó bu lại nè. Rồi mình để xuống cho nó nha. Đó, sáng ngày thứ 7. Hôm nay là ngày mùng 10 nè. Heo mình sanh buổi tối ngày mùng 3 là mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7, mùng 8, mùng 9, mùng 10. Hôm nay là sáng ngày thứ 7. Mình để một bịch sữa và hai nắm cám nè. Và ngày thứ 7 là các bạn là heo này mình đã biết ăn đều rồi nha. Đến ngày thứ 10, ngày 12 là heo mình ăn gành hết rồi. Đó, mình để xuống cho các bạn xem là nó ăn nè. Đó, đây là sữa của mình chuẩn bị hai bịch sữa nè. Đây, amox nè, một muỗng nè. Rồi bên đây một muỗng luôn. Rồi mình đổ sữa vô nha. Đó, mình đổ sữa vô là amox nó tan hết rồi các bạn. Đó, mình để này qua bên đi. Đó, tiếp tục mình đổ sữa cho bên đây. Đó, cái máng mới bên đây á là mình dành cho cái bầy 7 ngày tuổi của mình lúc buổi chiều nè. Đây là một nắm cám tập ăn nè. Đây, hai nắm cám tập ăn nè. Còn cái bầy hôm nay là buổi chiều 2 ngày tuổi của mình là một nắm cám tập ăn nè. Rồi mình lắc đều rồi một xíu nữa nó tan thì mình để xuống cho các bạn xem thử nha. Đó. Bây giờ cám nó tan rồi á, mình để xuống cho cái bầy 7 ngày tuổi của mình nè. Nó uống là một bịch sữa với hai nắm cám tập ăn, một muỗng amox nha. Còn cái bầy 2 ngày á là một bịch sữa, một muỗng amox và một nắm cám tập ăn. Thì bây giờ mình sẽ đi mình để xuống cái bầy này cho các bạn xem nha. Đó. Bên đây là bầy 7 ngày tuổi nè. Buổi chiều mình cho uống cám sữa nha. Đây là mình để xuống là nó uống nên mình cho các bạn xem nè. Ngày hôm nay là buổi chiều ngày thứ 7 là nó uống được 2 bịch sữa và 4 nắm cám tập ăn. Mới ngày thứ 7 thôi nha các bạn. Ngày thứ 7 mà heo của mình nó đã biết ăn đều rồi. Lên ngày thứ 10 là nó ăn gành sành sỏi hết các bạn. Đó, 2 bịch sữa và 4 nắm cám tập ăn nha. Heo của các bạn lên 10 ngày tuổi mình đảm bảo với các bạn là nửa nắm cám tập ăn một ngày nó ăn không hết luôn. Mà của mình là 7 ngày là 4 nắm cám rồi, 2 bịch sữa nữa. Các bạn cứ làm theo hướng dẫn của mình thử một lần đi, xem coi mình là nói cho có hiệu quả hay không nha. Cái quy trình mà mình cho uống sữa cộng amox và cộng cám tập ăn á các bạn, là mình đã áp dụng được rất nhiều lần rồi. Rồi chạy là 3-40 nái hoặc là 5-60 nái cũng đã áp dụng rồi. Có chạy 80 nái cũng vẫn có áp dụng luôn nha. Mình đảm bảo với các bạn á, các bạn áp dụng theo cái cách của mình á là thành công 100%.
không có con nào bị tiêu chảy hết các bạn. Nếu mà các bạn cho uống sữa Amox và cộng cấp tập ăn mà nếu mà nó bị tiêu chảy á, là những đàn của mình nó banh hết rồi các bạn, nó không còn bóng mướt đâu các bạn. Đây là nó đang bú mẹ nó, hôm nay là nó 7 ngày tuổi nè. Hôm nay là nó uống được 2 bịch sữa và 4 nắm cám tập ăn nè các bạn. Đây, cái máng cám của nó nè các bạn. Hôm nay là buổi chiều, nãy giờ nó uống khoảng 1 tiếng thôi, nó uống được 4 lần rồi. Trường hợp mà nếu mà heo của mình nó có hiện tượng mà uống sữa cộng Amox và cộng cám tập ăn á, nếu mà nó tiêu chảy á, là nó sẽ ốm tông ốm teo, các bạn quan sát là các bạn biết heo tiêu chảy liền. Còn cái này heo của mình mập mạp và nó di chuyển linh hoạt, giỡn rồi bình thường các bạn. Các bạn cứ yên tâm về vấn đề đó nha. Các bạn sử dụng Amox của hai hãng là Anova và A3 giống như của mình. Mình đảm bảo các bạn là thành công 100% và heo các bạn nuôi và đẻ 20-22 con, các bạn nuôi vẫn đạt luôn, trừ trường hợp mà nó bị hao là do té hay là bị đè hay này kia nha. Còn heo mà bú, ăn, uống, hoạt động đồ bình thường á là nuôi thành công hết các bạn, không con nào bị còi luôn, nó ăn đều lớn nhanh luôn các bạn. Các bạn cứ yên tâm vấn đề đó. Thì bây giờ mình đã có video thực tế rồi á, mình đã quay cho các bạn xem á. Nếu mà các bạn chưa tin nữa, các bạn cứ chờ đi khoảng 10 ngày nữa là mình có 2 bầy, là một bầy 18, một bầy 20 con. Mình sẽ tập theo cái cách này cho các bạn xem, để xem là hiệu quả heo nó có lớn nhanh, lớn đều và nó có bị tiêu chảy hay không. Các bạn nhớ đón xem cái clip tới của mình đi. Mình sẽ hướng dẫn, mình quay trực tiếp, mình sẽ quay tỉ mỉ cho các bạn xem giống như bầy này luôn, để các bạn yên tâm, để các bạn áp dụng. Cái này là mình không có, cái này mình hướng dẫn là mình không có lấy tiền gì các bạn. Mình hướng dẫn là để cho các bạn là tăng năng suất đàn của các bạn, là nuôi được thành công và kinh tế của mình phát triển thôi, ngày càng nó bền vững thôi các bạn. Còn mà các bạn ăn theo cách truyền thống á là mình thấy là không hiệu quả, là có vài con còi. Còi đó là mình nuôi nó, thứ nhất là chậm lớn, thứ hai nữa là các bạn bán cho người ta cũng ép giá mình, là cái con đó là mình đã mất tiền rồi. Còn cái này mình nuôi đều lớn nhanh, là con nào cũng như con nào, không có phân biệt còi hay là to đầu đàn gì hết các bạn. Rồi mình chúc các bạn áp dụng cái phương pháp của mình được thành công nha. Mình xin chào tạm biệt các bạn nha.